Hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ trao đổi với mọi người một số vấn đề xoay quanh đến việc cải cách tiền lương, tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì báo cáo với Quốc hội vào sáng ngày 20 tháng 5 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết đến hết năm 2023, cả nước đã giành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. So với báo cáo của Chính phủ vào tháng 10 năm 2023, con số này đã tăng thêm 120.000 tỷ đồng. Theo Phó Thủ tướng, công tác chuẩn bị được triển khai tích cực để chính sách tiền lương mới được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Hiện nay các cơ quan đã hoàn thành 19 thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, viên hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 20 bộ ngành cũng đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm của công chức, nghiệp vụ chuyên ngành. Hồi tháng 4 năm 2024, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ cải cách tiền lương để báo cáo với Bộ Chính trị trong tháng 5 năm 2024. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các quen bản vi phạm pháp luật, triển khai chế độ tiền lương mới. Thủ tướng yêu cầu không tăng giá đột ngột, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng thời điểm, đặc biệt là không tăng giá vào thời điểm tăng lương. Báo cáo kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, nhiều cử tri, nhân dân lo lắng khi giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn cao, trong khi tiền lương vẫn chưa tăng. Việc này ảnh hưởng đến đời sống của những người làm công, ăn lương và lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định. Ông kiến nghị với chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành ra soát các văn bản hướng dẫn, các điều kiện cần và đủ để triển khai chính sách tiền lương mới. Chính phủ cũng cần giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh để chính sách tiền lương mới thực sự động viên cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện lương cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở nhân với hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, công chức loại A tương đương ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương có mức lương cao nhất là 14,4 triệu đồng, thấp nhất là 3,8 triệu đồng. Công chức loại B ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương sẽ có mức lương cao nhất là 7,3 triệu đồng, và thấp nhất là 3,3 triệu đồng một tháng. Công chức loại C tương đương ngạch chuyên viên hạt tương đương sẽ có mức lương cao nhất là 6,5 triệu đồng và thấp nhất là 2,4 triệu đồng. Từ giữa năm 2024, cán bộ công chức viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cao bằng như hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm. Đại diện cơ quan thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng có tình trạng lao động thôi việc hàng loạt do e ngại thay đổi chính sách rút bảo hiểm xã so một lần, không có phụ cấp thâm niên. Ông đánh giá thị trường lao động rủi ro, đời sống bộ phận người dân khó khăn, nhất là vùng sâu và đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng trưởng chậm, số người dừng tham gia bảo hiểm xã so hội tự nguyện tăng do mức hỗ trợ còn thấp. Chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam năm thứ ba liên tiếp không đạt mục tiêu cho thấy dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân là chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, thiếu hụt kỹ năng nghề, cơ cấu lao động trong ngành kinh tế chưa hợp lý, chưa ứng dụng được công nghệ, kỹ thuật sản xuất kinh doanh. Ủy ban kinh tế đề nghị chính phủ, thủ tướng có giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm soi một lần, sửa đổi điều kiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội. Chính phủ cần quyết liệt đẩy tiến độ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người một số vấn đề xoay quanh đến việc cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.